ghe ngon giá rẻ gì nữa cô chú anh chị ơi. 40 tới 45 tấn nha, sau núi nguyên con lái qua lăng, tay ga tay số bên trên thì chắc là máy thủy rồi cô chú anh chị. Sau núi nguyên con mà dàn cong dàn be nhìn phê quá phê cô chú anh chị. Quá sướng. Dạ chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, xem kênh bấm nhiều cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều nha. Hôm nay lại tiếp tục lên cho cô chú anh chị mình ghe tải giá rẻ, chất lượng, lái vô lăng mà bà con mình coi clip bữa nay nha. Ghe thì hiện tại đang nằm tại cầu Cổ Chiên bờ Bến Tre, cô chú anh chị mình thấy vừa mắt, vừa giá, vừa công việc. Alo trực tiếp qua chủ giùm em. Cảm ơn cô chú anh chị. Rồi mời bà con coi chi tiết bữa nay. Dạ đây là em ghe tầm 45 tấn hôm nay muốn gửi tới cô chú anh chị mình, bởi vì cái giá nó hợp lý. Sau núi nó nguyên con nha cô chú anh chị. Con này là đóng cây ngày xưa, đúng chuẩn sau núi rồi. Kích thước của em nó nếu mà ngay ấp khẩu cô chú anh chị là 4m, còn ngay lá phủ ở trên be gió thì nó túm vô chút xíu cô chú anh chị, nó là 3m7. Chiều dài em nó là 16m nha cô chú anh chị. Và đang chạy cái máy 3 thủy. Tay ga tay số ở trên. Vị trí lái vô lăng nằm trên mui luôn. Đây là tổng toàn bộ chi tiết mặt ghe, dáng ghe và be bọng bên ngoài. Chút xíu nữa em sẽ mời cô chú anh chị mình tiến sâu vô bên trong. Cái dàn be gió em thấy chắc cũng tầm khoảng 6 7 tấc một tấm đó, cô chú anh chị. Còn be dành ở bên dưới chắc cũng tầm khoảng 5 tấc một tấm rồi. Rất là đẹp luôn. Con ghe này thì hiện tại bây giờ đang nằm tại cầu Cổ Chiên bờ Bến Tre. Cô chú anh chị mình có ngay việc mà cần một em ghe 40 tới 45 tấn như vậy thì alo trực tiếp qua chủ ghe dùm em nha cô chú anh chị nha. Dáng ghe rất là đẹp cô chú anh chị, mặt mũi cực kỳ duyên luôn. Con này thì phù hợp cho cô chú anh chị nào mua về đi tải ha, tải hàng. Kích thước tại em nó ở dưới nó tới 4m lần cô chú anh chị. Ghe này ok á. Mê em này đang chạy là mê nhôm nha cô chú anh chị nha. Con ghe mê nhôm thì mình kiểm tra cây cối rồi nó cũng dễ, và cái chất ghe ngày xưa người ta bảo quản nó cũng ok cô chú anh chị, rất là đẹp. Mui bọng thì có sẵn rồi. Chút xíu nữa vô bên trong coi thử công đà. Em có nghe anh chủ ghe nói công đà con này lớn lắm, rất là nhiều luôn, rất là dày. Con ghe này kịch cỡm á. Wow, tay ga tay số nhẹ nhàng của chú anh chị ha. Quá đã luôn của chú anh chị. Ngang 4, dài 16, đi máy thủy, lái vô lăng. Nhẹ nhàng ghê không của chú anh chị, mình thấy anh đánh lái nhẹ nhàng vô tư không? Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô chi tiết bên trong với em nha, để đánh giá con ghe này giá hợp lý á, cũng vừa phải, vừa xài với chất ghe, và chất con ghe này là sau núi nguyên con nha cô chú anh chị, không cần giá luôn, ghe đẹp á. Rồi mời bà con mình vào chi tiết bên trong với em. Quá đà. Dạ đây là chi tiết ở bên trong em quay cho cô chú anh chị mình ha, đúng là giá rẻ bất ngờ rồi cô chú anh chị. Và tình trạng con ghe này là liền một con từ đầu tới đuôi nha cô chú anh chị, đúng chuẩn nha, đúng chuẩn sau núi luôn. Đây là tổng cái lồng son cho cô chú anh chị mình đánh giá qua chi tiết. Cô chú anh chị mình coi mà thấy hợp nhãn rồi cứ alo trực tiếp qua chủ ghe dùm em tại cầu Cổ Chiên bờ Bến Tre nha cô chú anh chị. Ngay vị trí này thì cô chú anh chị mình nếu mà đi xe trên cầu Cổ Chiên mà con mình thấy mấy cái quán cà phê mà cặp cặp bờ sông á là chủ ghe này, cô chú anh chị mình cứ liên hệ. Kích thước của em này thì là ngang vị trí ấp khẩu á cô chú anh chị, ở dưới á, là 4m ha, ở trên thì hai cái ấp khẩu như bà con mình thấy nè, từ ấp khẩu lên tới be gió nó hơi túm giờ nó còn 3m7 cô chú anh chị. Con này thì hiện tại bây giờ đang chạy cái máy dân ma ba. Ba gì anh An? Ba SM của chú anh chị. 356. Con này thì tầm khoảng 40-45 tấn của chú anh chị. Và con mình coi cứ đánh giá trực tiếp. Và đến xem trực tiếp tại cầu Cổ Chiên bờ Bến Tre nha. Lớn xác lắm của chú anh chị. Con này bà con mình về đi tải ngon. Trời ơi cái nắp hầm nổi không? Tướng cỡ này dở nắp hầm nổi không? Dữ dữ. Cho bà con mình coi hầm mũi nha. Trước tiên vô hầm mũi thì em cho cô chú anh chị mình coi trước về cái phần ấp khẩu của con ghe này. Ghe tải này rất cứng cô chú anh chị, cực kỳ cứng luôn. Tầm 45 tấn nha cô chú anh chị. Ngang 4m là ngang ấp khẩu. Dài là 16m. Quá khứ về ấp khẩu không? Còn ở trên hai cái be gió thì nó hơi túm vô nó còn 3m7 cô chú anh chị. Con này về cô chú anh chị mình đi tải ngon. Tải hàng quá. Đây, tổng chi tiết luôn, dán sạp. Em quay chậm chậm cho cô chú anh chị mình coi về cái ghe này ha. Ghe này giá rất hợp lý của chú anh chị. 45 tấn. Chiều ngang em nó tới 4m lần của chú anh chị. Này, hầm mũi. Tí xíu nữa mời cô chú anh chị mình vô coi chi tiết tiếp tục cây cối ở bên trong lồng son nha. Rồi máy móc luôn. Đã ớt em. Cây cối đẹp lắm chú anh chị. Cây cối thì ở đây ảnh đã kiểm tra lắp giò và chiếc chai lại cho cô chú anh chị mình về hành nghề. Vì mình không cần làm gì nữa cô chú anh chị ha. Bây giờ mình chỉ có mua về mình đi kiếm tiền thôi cô chú anh chị. Rồi,
Em mời bà con mình tiến sâu vô bên trong làm sao. Giờ để xem chi tiết dàn xương em nó khít rịch luôn, bà con mình thấy không? Rất là khít luôn cô chú anh chị. Quá đã. Rồi vô chi tiết thôi bà con ơi. Đây, em vô tới lọc son rồi nha cô chú anh chị. Giờ đầu tiên trước tiên thì sẵn anh chủ thì anh đang cầm cái thước, em nhờ anh đo em cái cong này luôn đi. Đo em cái cong anh. Mấy tấc? 16. Một tấc 6. 7 mấy 80. 8. 7 mấy. 7 mấy hả? Ừ. 7 mấy à. Cây này đi, đo cho em cây này đi. Ừ. 60. 60. Cũng 16 luôn. 60 16 70 16 không cô chú anh chị. À, có cây 80 16 luôn hết à. Nè. Rồi quá khứ của chú anh chị. Dữ vậy chứ. Công đà thì lanh quanh chắc cũng tầm khoảng 7 16 của chú anh chị. Đó là công đà ha. Ấp ra thì con này nó có 3 đôi. Ra miệng nè. Tiếp tục. Ra dưới. Ủa 4 đôi luôn của chú anh chị. 4 đôi ra luôn nè bà con. 1 2 3 4 đôi ra. Dữ dằn thiệt của chú anh chị. Một tấm á hả? Đâu đâu, anh gá cái thước vô một cái cho bà con coi mới tin. Ôi ơi trời. Sao núi nguyên con nha cô chú anh chị, từ đầu tới đuôi luôn. Rất là xịn luôn. Bây giờ em đi cho cô chú anh chị mình coi về cái phần chi tiết kỳ cối trước một cái ha. Bè gió 6 tấc. Công đà thì 7 16. Ốp ga thì có 4 đôi. Rất là giả man của chú anh chị, con ga này nói về độ cứng thì rất là đỉnh rồi. Không còn từ ngữ nào mình bàn thêm của chú anh chị ha. Giờ mình chỉ coi phần be thôi. Cái be này anh quết cho em cái be nữa đi anh em. Dạ, be dành á, đúng rồi. Liền nguyên con nha của chú anh chị. Rất là liền luôn. Be dành 38. Trời ơi, ngày xưa của chú anh chị, cây sau núi người ta có cây lớn. Vậy cho nên mình ra đóng một cái ghe, be lúc nào nó cũng bự hết, rất là đã của chú anh chị. Giờ này mình kiếm cây sau vườn nó bự cỡ này thì cũng hiếm cái rồi. Với lại thêm cái là cái chất sau giường nó không đỉnh bằng sau núi nha cô chú anh chị nha. Khủng khiếp không cô chú anh chị. Rất là đã luôn, trên em ghe 45 tấn hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình. Đã thiệt á. Mà con mình coi nè. Dàn be, công đà nè. Liền nguyên con sau núi nha cô chú anh chị nha. Con này thì không cần giá bất cứ một vị trí nào hết cô chú anh chị, mình cứ đến đây xem trực tiếp. Và với cái giá 60 sao mấy anh? 62 triệu thì ảnh có thương lượng không? Bất lộc, chúc lộc. Ôi vậy dạ, có cô chú anh chị. Ok ok, có thương lượng là được. Mua bán mà cô chú anh chị, đâu bao giờ mà mình để giá cứng được, cũng phải lên xuống chút xíu. Kêu bằng có cái lọc gì cho dễ làm ăn của chú anh chị. Nhanh lẹ tốc độ. Ôi ôi chiếc ghe đẹp của chú anh chị ơi. Quá đã luôn. Nay em quay cho cô chú anh chị mình coi hơi chậm chút nha cô chú anh chị nha. Dạ bà con mình coi kỹ kỹ một chút. Ghe này đẹp rồi. Em thì em quay kỹ sẵn cho bà con rồi đó. Em đánh giá chi tiết tại vị trí mũi tới lòng son này cũng tầm khoảng là ghe này ít dịch cũng tầm khoảng 70-80% của chú anh chị. Rất là xịn luôn. Cây cối còn zin đét nha của chú anh chị nha. Chị luôn nè. Dạ. Có cẩn con cái nhỏ này là mới đóng nè. Cây bên như mộc nè. À, cây bằng tuổi nha của chú anh chị. Hụt que. Hụt que bằng tuổi cây nha của chú anh chị nha. Khoảng 2 thước à. Vậy là ngay cái khoảng này giống như ngày xưa nó là cái à. cái mắt đó cô chú anh chị. 2 thước nè. Hai bên như nhau. Dạ. Đó, chủ ghe người ta cũng thiệt tình. Trời ơi cô chú anh chị ơi. Con đi công nè. đã. Xanh lè xanh lét luôn cô chú anh chị. Vậy là hai bên như một, nó thiếu cây nha cô chú anh chị. Cây này là bằng tuổi cây luôn, còn cái dách mui hồi nãy ảnh có đóng cái cửa lại bà con mình coi cái toàn bộ cái mui nè. Đúng ghê xịn ngày xưa cô chú anh chị. À, cái mặt lã nãy ảnh đo chắc cũng tầm khoảng 7 tấc cô chú anh chị. Mặt lã của dách mui hai tấm này. 6 tấc 7 tấc không à. Rất là bự luôn bà con. Nhìn khủng khiếp không. Rất là đã mắt ha. Cây then này cũng bự nữa bà con. 45 tấn. Ngay vị trí ấp khẩu đi qua là 4 mét ha. Dạ ở trên ngay lá phủ đi qua thì là 3m7. Còn cái máy nè. Ủa anh đang đóng hả? Chị ra cho em đi. Nó và đây là vị trí phần máy. Nổ máy cho em cái được này. Nổ cho em nghe cái. Cho bà con mình đánh giá trực tiếp qua bên clip này luôn. Và tiếp tục có dự ý rồi. Ngay cái công việc rồi cô chú anh chị. Ồ có đi mua sạc nha cô chú anh chị nha. Có đề luôn bà con. Máy này chắc có thể là vừa đề vừa quay được á.
Wow, quá sướng rồi chú anh chị. Tiếng nổ của động cơ Yamaha 62 triệu cho cô chú anh chị mình, 40 tấn, 40 đến 45 tấn nha. Mình ra ngoài sau với em cái ngang để em leo lên cái cô chú anh chị. Cái ghe này cái gì nó cũng bự hết, cho nên là chỉ có tắt máy rồi bò đi thôi cô chú anh chị. Ra sau coi tiếp tục vị trí sạp lái, chi tiết bên trong tiếp lắp như nào nha, mời cô chú anh chị. Dạ em đột nhập vô được tới hầm máy rồi nha cô chú anh chị. Con này thì nó chạy hầm sụt dầu bà con, tiếp thì nó chạy 90 inox, lắp thì là 50 sắt nha cô chú anh chị. Tại vì mấy ghe tải người ta ít chạy inox lắm cô chú anh chị. Người ta bường cạn rồi này kia người ta ít chạy. Đúng rồi, nguyên khúc này là inox nè bà con, 90 nè. Ui yeah, tao giữ giật cho em coi cái tiếp lại cái coi nè bà con. Nguyên cái tiếp 90 inox luôn. Quá dữ. Con me. Vị trí cuối cùng của ghe. Rất là xịn nha cô chú anh chị, 62 triệu. Đánh giá qua hình thức chi tiết á, trên clip này thì cái ghe này cũng, nếu mà em tới đây luôn rồi thì em đánh giá cho bà con, em nói 85%. Đẹp lắm. Dán sạp sao cũng liền nữa nè. Các bạn thấy không? Rất là liền ghe luôn cô chú anh chị. Tới vị trí mặt ngang của ghe nó cũng lớn nữa. Ra đây cái nha. Lái nhiêu? Hơn 4 mét luôn hả? Cho em mượn à. Nhiêu? Vậy là ở trên nó cũng vậy cô chú anh chị. Có từ gấp khẩu qua là nó 4 mét nha. Okay, tối đã thiệt chứ. Quá đã cô chú anh chị. Dàn xề. Vị trí lái thì lái đầu bò ha. Qua lăng. Giật cho em cái qua lăng cái này. Giật con nó nhẹ cỡ nào anh em. Trên thì nóc bằng ton, qua lăng thì chạy nhông sơn, rồi thêm cái đầu này nữa cho nên rất là nhẹ cô chú anh chị. Tay ga tay số ở phía trên này cho cô chú anh chị mình rồi. Để em cho bà con mình coi cái từ vị trí phía sau nhìn tới cái con ghe này và nhìn từ trên xuống nhìn cái dàn xương của em nó nha. Bà con mình coi thấy hợp lý thì alo giúp em. Ghe này theo em đánh giá là rất là đẹp cho chú anh chị rồi. Này, dàn xương cực kỳ khích. Cho bà con đi tải ha. Rồi em đọc lại kích thước cho cô chú anh chị mình ngay vị trí ấp khẩu. Qua tới bên đây là 4 mét. Từ lá phủ từ đây qua bên vị trí này là 3m7. Và chiều dài là 6m. Hiện tại con này nó tầm khoảng 40-45 tấn ha. Rất là đẹp luôn. Đi cái dăng ma bà thủy. Giá hiện tại bây giờ anh chủ đang kêu là 62 triệu. Bà con mình coi vừa mắt vừa công việc rồi. Alo trực tiếp qua chủ giùm em. Hẹn gặp lại bà con vào những cái video tiếp theo và xem kênh, bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Tạ, cảm ơn bà con. Có qua lăng này cũng khỏe nữa nè. Gà vô bến giật nó khỏe lắm cô chú anh chị. Cái máy ba này chạy cũng ác lắm nha cô chú anh chị nha, tiết kiệm mà nó lực khủng khiếp. Tính ra cái máy này là vừa với cái ghe luôn rồi bà con. Trời, bye bye bà con ha.